set menu tiệc chỉ từ 200.000 Việt Nam đồng một khách, giảm tới 20%. Số điện thoại hotline 1800 088 809. Dạ kính chào quý vị khán giả, sáng nay là sáng thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021. Dạ lại tiếp tục, đây là một cái tập của một cái video nhật ký đời tôi. Dạ thưa quý vị, kính thưa quý vị khán giả, là hôm nay dạ có mình thôi, mình xin phép mình mở cái này ra nha, để cho nó không, nó bốc lên nó mờ mắt không thấy được. Dạ kính thưa quý vị khán giả, là hôm nay sáng hôm nay là Maestro Kitchen chính thức khai trương. Dạ hôm nay là grand opening của Maestro Kitchen và luôn cả cái phức hợp Maestro Gục Mê luôn. Dạ cũng bữa giờ bà một số rất nhiều bà con cô bác cũng hỏi thăm Coleman rồi, cũng có thắc mắc rồi, nói chứ tụi tại sao Coleman Kitchen dẹp luôn rồi hả, rồi bạn bè cũng hỏi rồi, vậy là lâu tới ghé để ăn uống rồi nhậu có gặp anh hay không. Dạ cũng xin thưa bà con cô bác là lý do là như thế này. Thật ra thì thời gian gần đây mọi thứ mình quá cũng rất là bận rộn, để sau cái mùa dịch rồi bà con bác cũng biết là tất cả mọi thứ tình hình nó rất là, phải nói là rất là ảm đạm, nó phải lo nghĩ ra nhiều phương cách để làm sao mà khôi phục lại, hồi phục nha bà con. Thành ra là cái Coleman Kitchen này ngày trước là Coleman là người sáng lập ra, nhưng mà sau một thời gian nó cũng nghỉ dưỡng cũng khá lâu từ ngày thành lập, từ đầu năm ngoái mà đầu tới năm nay là gần 2 năm rồi, mà cứ bốn đợt dịch là cứ vậy nghỉ dưỡng như liên tục. Dạ mình cũng quậy quá. Với lại cái concept của Coleman Kitchen đó là mình thích làm theo cái kiểu mà ẩm thực miền Tây đó, nhưng mà như bà con bác cũng biết là ở cái khu vực 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7 này thì các bạn trẻ rất là nhiều, rồi các cái bà con cô bác hiện đại, rồi nói chung là ở đây thì dân cư thì tương đối là hiện đại, cho nên là sau đó thì thôi mình cũng quyết định là mình nhượng lại cái mặt bằng này để cho một cái nhóm start up trẻ. Thật ra các nhóm start up trẻ này cũng là mấy bạn em út của mình, các bạn làm ở công ty rồi sau này các bạn nghỉ công ty các bạn đi ra ngoài các bạn kinh doanh F&B, rồi các bạn cũng đi làm siêu thị rồi bán hàng đủ thứ, thì các bạn cũng đề nghị hay à, anh ơi anh cho tụi em nhường lại cái chỗ này, tụi em thuê lại, và mà xin phép là tụi em được rebranding nó lại, đổi thương hiệu với cái mô hình như thế này, tức là Maestro Kitchen, Maestro Gục Mê, rồi kết hợp với lại gà đúc niêu Chicken Fire luôn, là 3 trong 1, nghĩa là tụi em hướng đến giới trẻ, hướng đến gia đình và nó gia đình hiện đại á, cho nên mình nghe mình thấy rất là phù hợp. Chính như vậy cho nên là thôi mình với lại thật ra giờ mình cũng đâu có điều hành trực tiếp gì đâu, thôi đó ủng hộ lại cho các bạn trẻ bằng cách là chuyển lại cái mặt bằng, rồi các bạn tự set up lại, các bạn tự làm, và hôm nay thì là ngày chính thức khai trương đó. Chính như vậy sự có mặt của Coleman tại đây chỉ là giống như là đại sứ thôi, giống như là một cái ông anh người anh thôi nha bà con. Bây giờ là có một nhóm khác làm chủ, nhưng mà vì Coleman vẫn hướng dẫn cho các bạn, tư vấn thêm cho các bạn về mặt quảng bá này, về mặt chiến lược sản phẩm này nọ kia, thì mình vẫn đứng sau để mình góp ý thêm, dạ vậy thôi. Nhưng mà mình vẫn thường xuyên ở đây, tại đây rất gần nhà mình, bà con bác cũng biết rồi. Chính như vậy cho nên là mình sẽ vẫn thường xuyên ra đây để giao lưu với bà con cô bác, đặc biệt là những cái khán giả yêu thương và luôn luôn ủng hộ Coleman trên mọi nẻo đường đó. Chút xíu nữa là bắt đầu sẽ hôm nay sẽ khai trương sớm, và lúc 8 giờ sẽ có đoàn lân rồi tới múa đủ thứ hết, vui lắm. Trước tiên thì dạ xin giới thiệu với bà con, cũng ủng hộ cho mấy đứa nhỏ luôn, là cái cuối năm tới rồi, cho nên là ở bên Maestro Kitchen và sẽ tụi có cái tổ chức tiệc cho tất cả bà con cô bác nha. Dạ thì thực đơn thì một bàn 10 người về khoảng chừng 200 ngàn một người, tức là khoảng 2 triệu, thậm chí là 150.000 bà con cô bác. Đặc biệt là các bạn nào mà những bạn nào mà mình thấy mà mình cũng vẫn muốn tổ chức, rồi các bạn ở đây là khu công sở nè, văn phòng nè, kể cả các bạn ở các cái khu chế xuất vân vân, các bạn giảm muốn làm một cái bạc cho bàn tiệc ở Maestro Kitchen thì Coleman rất là hoan nghênh, và có sẽ set up cho bạn thực đơn tùy thích luôn, 150.000 đồng một người cũng có nữa. Như vậy là mình 10 người bạn là chỉ có 1,5 triệu thôi, 20 người bạn là chỉ có 3 triệu thôi. Thì Coleman sẽ giúp, sẽ nói chung là các bạn cứ đọc pass Coleman là các bạn quản lý ở đây sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các bạn, nhưng mà basic là 2 triệu một bàn. Rồi bây giờ mời bà con bác, số điện thoại đặt bàn thì cũng rất dễ thôi bà con bác, đó là 18
0800 888 09, 18000 888 09 nha. Rồi bây giờ mời bà con bác đi vô tham quan cửa hàng. Đây mình cũng xin giới thiệu với bà con cô bác là tại sao mình gọi là cái này là tích hợp. Là vì ngày trước thì như bà con cô bác cũng biết là cái quán ăn của mình thì chỉ có cái quán không à. Trước là đây là một cái khu để cho khách. Còn bây giờ với các nhóm các bạn trẻ mới này nè, đó các bạn kết hợp luôn, vừa có nhà bếp, vừa có phục vụ ăn uống tại chỗ, và luôn có luôn cả một cái cửa hàng siêu thị mini nhỏ nhỏ mà bán toàn đồ quốc tế, các sản phẩm quốc tế và các sản phẩm nội địa rất là chất lượng. Đây, mời bà con bác cùng xem nó, bánh nè, bánh ngọt nè, rồi. Đây toàn sản phẩm ngoại nhập nha bà con. Đó, cho nên bà con bác tới đây ăn, bà con bác đừng quên ghé qua cái siêu thị này, cũng hấp dẫn lắm. Và đương nhiên là cũng sẽ có đây, đây là mushroom. Đây là gì? Nấm. Nấm hương sấy giòn. À, cái này thương hiệu này cũng có nước ngoài luôn mà thấy tiếng Anh không à. Đeo cái mắt kiếng này nó chưa có thay trồng cho nên mình không thấy đường mình cũng được không phải. Dạ, sản phẩm xịn lắm. Nhưng mà dạ đương nhiên cũng đâu thể thiếu cái sản phẩm Calamen đúng không? Dạ đây, đây. Dạ sản phẩm cà phê, đen đá, sữa đá, rồi bột cần tây mật ong, rồi trà antioxidant gì đó, antioxidant mandala tùm lum hết. Đó, còn mì Ý nữa. Đó, đừng cái dãy này là dãy mì Ý. Quá ok bà con ha. Đây. Rồi bên đây qua dọc bên đây thì đây có đùi heo xông khói nữa đây. Rồi. Rồi các bạn này giờ giỏi quá thiệt, có giỏi hơn mình còn nhiều lắm. Đó, đùi heo xông khói nè, trên dưới đều có hết tất cả các loại của Tây Ban Nha, của Ý. Dạ nhiều giá lắm. Đủ mọi tầm giá để bà con bác lựa chọn nha. Đây xúc xích. Ôi ơi, cái này cái gì mà nó trắng trắng nhìn giống như sữa vậy, xúc xích sữa hả? Đẹp, sang quá. Rồi, phô mai, đó, con bác ăn phô mai rồi cứ ra đây lựa. Đấy, mua về nhà luôn cũng được, làm tại chỗ cũng được. Và đặc biệt là ở đây là cái mô hình các bạn này làm rất là dễ thương. Đó, bà con bác, thí dụ bà con bác ra đây lựa cây xúc xích. À, thích cây xúc xích này đúng không? Dạ, bà con bác ra lựa, lựa xong, đem ra ngoài kia cho các bạn phục vụ luôn. Dạ. À, và phục vụ thì các bạn chỉ tính một chút xíu phí phục vụ thôi, chứ ngoài ra là không có gì mà phức tạp hết. Trời ơi, ở đây nhiều loại phô mai quá, chắc các bạn hơi bị mê phô mai nha. Da ua, nước uống, toàn là sản phẩm nữa. Phô mai quá bà con ơi. Rồi trên đây nè, đây là cũng là những sàn đây, rồi còn có một cái tủ mát này, có bò xay, thịt bò xay wagyu nè, thịt mông bò Úc. Rồi mông, thịt mông mình không biết thịt mông ăn ra làm sao nữa, nghe thấy thích quá. Ôi ơi, nè tươi tươi rõi rõi nha, thịt mông bò Úc, bò Mỹ, bò wagyu của trời ơi, cục nào cũng quá trời luôn. Cái gì đây? Bắp hoa bò Mỹ. Cái này bắp bò Mỹ. Quá trời đồ đã. Đó, dạ thì lướt qua một vòng thôi, nên giới thiệu bà con cô bác đây. Ôi, đây còn cũng có đủ loại hết nè. Có luôn cả wine nè. Ôi. Rượu vang trắng, vang đỏ, đủ loại hết. Có luôn một cái kệ phục vụ Ủa chai đẹp quá, không biết nhiêu tiền ta. Không thấy đường 780. Đeo cái kiến này nó chưa có thay cái trồng viễn của mình, mình nhìn cho mình không có thấy được. Giống như mà mình bỏ kiến ra là mình không thấy gì luôn á. Thì đây cái kiến này nó cũng y vậy thôi, nó cũng chả có giá trị gì. 780 một chai, quá đã, đẹp ha. Rồi rượu ăn của nước nào nó không biết, không thấy đường nữa. Ý gì lê đây. Trời ơi, không ai đâu tới tư vấn tôi, trời. Đó. Và cái mô hình ở đây các bạn này làm là các bà con cô bác cứ đến rồi xong rồi cái mình vào đây mình lựa, có thể lựa rượu vang nè, vang trắng, vang đỏ vậy để mình ra.
đó. Ngoài ngoài kia là có cái sẵn nghe không, à một cái điểm mới nữa là đây có đồ hồ hải sản luôn nữa. Rồi đó thôi mình lướt qua nhẹ vậy thôi. Rồi để ra xem các bạn đang công đoạn chuẩn bị đến đâu. Dạ đó bà con và bác thân mến, coi chừng dắp tới nha. Không gian thì vẫn là như vậy, chỉ có các bạn là thay đổi cái mô hình kết hợp thôi. Dạ cái mô hình là kết hợp và vừa ăn uống tại chỗ, vừa luôn cả có cái một cái siêu thị mini để bà con bác vô lựa chọn những sản phẩm tốt ra và yêu cầu nhà bếp chế biến tại chỗ cho bà con ăn luôn. Ví dụ như chọn cái đùi heo xong khói ra lóc luôn tại chỗ cho bà con ăn luôn, và chỉ thêm một chút xíu phí phục vụ thôi ạ. Rồi các bạn đang chuẩn bị, đang ráo riết chuẩn bị cho cái grand opening hôm nay. À, thưa bà con bác, đây là ở sân khấu thảm đỏ rồi làm bài bản lắm. À ở đây xin giới thiệu bà con có thêm cái hồ hải sản nữa nha. Ngày trước thì mình làm thì mình chỉ có làm theo cái mô hình mình thiệt sự luôn là vì là mình ít ăn hải sản lắm. Lý do là vì mình bị mình lớn tuổi rồi, mình sợ nó đạm cao rồi nó dễ bị gút. Nhưng mà bây giờ là các bạn này thay đổi mô hình luôn, bằng kết hợp luôn, có hải sản luôn và cũng có đầy đủ cô tôm cua ghẹ rồi ốc hương rồi cá tầm rồi nói chung là. Và ở đây lâu lâu các bạn có mấy các bạn sưu tầm cả những cái con cá, giống như ngày hôm nay thì hôm nay có nguyên một con cá hô từ ở vùng Đồng Tháp đưa xuống khoảng 16 kg. Dạ đang để sổng cổng chờ sẵn để trưa nay mình tiếp theo để comment tiếp tiếp đãi anh em bạn bè đó. Dạ rồi thì bây giờ tất cả đoàn lân cũng sắp tới rồi, bây giờ thôi mình xin phép bà con xíu vô tranh thủ ăn sáng lùa chút đó, lùa ăn sáng xong rồi có gì là chút xíu mình sẽ chuyển đến bà con bán một số hình ảnh cái không khí ngày khai trương ở Maestro Kitchen, Maestro Gục Mê. À ở đây vẫn có chicken fry luôn nha, vẫn có gà đúc niêu nha bà con, 3 trong 1 nha bà con đừng quên nha. Và số điện thoại hotline là 18000888839. Rồi bây giờ mà bà con bác cùng vào ăn sáng để coi thực đơn ăn sáng đây có gì mới. Oh wow, đây khách hàng thân thiết, khách hàng lâu năm nhá. Yeah. Đi sớm quá, ăn gì chưa? Ăn rồi. Ăn rồi luôn hả? Lên. Có gì ăn sáng không con? Có luôn. Ok con rồi. Hôm nay có món gì? Dạ con có bánh mì chảo, hủ tiếu cẩm với lại phở bò cẩm với lại con có mì gà tiền chú. Nói từ từ chú nghe không kịp. Dạ hôm nay cái kiến này nó chỉ là để đeo để qua để quay phim chụp hình cho vui thôi chứ còn còn kiến này mới thấy được. Bên con hôm nay là có bánh mì chảo, hủ tiếu hộp cẩm, rồi phở bò hộp cẩm với lại bên con cũng có mì gà tiềm nữa. Hôm nay có phở bò luôn hả? Dạ yeah, ngon. Mì gà tiềm hả? Mì gà tiềm bất hiểm hay là mì gà tiềm bình thường? Dạ mì gà tiềm bất hiểm. Dạ đây là thực đơn của đây bà con, các em nó trẻ bây giờ nó làm cái gì nó cũng làm, mình đừng có coi thường các lớp trẻ nha, nó rất chỉnh chu nha. Đó bánh mì chảo, hủ tiếu hộp cẩm, phở bò hộp cẩm, rồi món Âu nè, món Âu luôn. Oh, tacos bò, tacos gà, English breakfast luôn. Oh, ở đây cũng có khách nước ngoài nha nên là. Rồi đây là các cái món buổi tối đó, món Á, súp gà hạt sen, súp tôm bông cải, đây rồi đẹp quá, hơi bị xuất sắc. Nó hơi châu Âu một chút xíu. Đây, trời ơi, có steak nữa ông ơi, buổi tối bà con bác nào mà thích steak ghé ra đây nha. Nhớ đọc pass comment nha. Có bò sốt tiêu đen, bò thăn nội bò Angus, rồi thăn tenderloin. Giá cũng ok lắm nha ha. Đây thăn nội bò 879, thăn ngoại bò Angus 769, thăn Angus 759. Có burger nữa, trời ơi đã vậy. Burger mà burger bò Wagyu. Còn burger bò Úc nè, có 89 ngàn nha, burger gà chiên giòn. Ủa, burger gà nữa. Rồi, có món Âu, cũng có món Á nha, bà con bác đừng hiểu lầm nha. Ở đây có món Á luôn. Và đây là những món ruột của mình. Lẩu cá tầm măng chua là món ruột của mình. Cá bớp măng chua cũng món ruột của mình. Khổ qua thác lát cũng món ruột của mình. Ồ, lẩu bò mắm ruốc cũng một món mình yêu thích, nhưng mà đây còn có thêm lẩu gà xuyên tiêu. Cái nước xuyên tiêu chắc giống cái nước Hai Đi Lao đó.
sườn hầm trà, sườn hầm trà nữa, và chiên Indonesia nữa, thịt băm kiểu Lào, giống như Liên Hiệp Quốc, quá dữ. Rồi bữa giờ tôi không ra, tôi đâu có biết dữ dằn cái đó gì tùm lum, trời quá trời. Không biết trưa nay cho tôi ăn gì, có những gì hay hay tôi quay lại review cho bà con xem nha. Dạ đây đó, thịt đơn vậy. Rồi thôi cho chú tô mì gà đi, gà tiềm, ớt hiểm. Nha, phải có ớt hiểm cho chú nha. Dạ. Ừ. Rồi bỏ chú nhiều nhiều ớt hiểm chút. Ok, thank you con. Cho chú ly cà phê đá luôn nha. Review thử cái món mới. Dạ, mì gà. Mì gà buổi sáng. Rồi, dạ xin mời bà con cô bác, đây là tô mì gà. Khá là hấp dẫn, mì gà tiềm ớt hiểm. Trời ơi, tôi nói giỡn nó cho thiệt luôn nè. Nó bỏ xanh xanh nó trà trộn không tính hại tôi cái gì nữa trời. Trời ơi, 1 trái, 3 trái, 2 trái, 3 trái, 4 trái, 5 trái, 6, 7, 8, Sơn cười luôn, 9, còn nữa. Ôi ơi, cái nữa này 10, chắc cho 12 trái ớt hiểm á. Phải làm luôn cái muỗng cho đội luôn đi. Ăn cho bỏ ghét luôn, là bỏ cho 12 trái ớt hiểm ăn luôn đi. Trời ơi trời. Nè, bỏ luôn nè. Ăn luôn. Ôi, nước ngon quá. Thật ra uống, ăn cái nước để chữa cháy á, đúng không? Đùa ớt thì không cay. Ớt xanh không xin ra gì xanh. Không phải, ớt kích chim à. Như hôm qua. Ớt chim mẻ mới ghê. Quên chế một miếng mắm, miếng tương vô. Đó, nước tương đậm đặc của Colomen chắc chắn sẽ khác. Đó, xinh xắn. Đúng là mình gặp tiền kéo nó rớt ra miếng thịt luôn. Có món món này sáng có vẻ ổn do nó phong phú. Đây có phở nữa, rồi mấy đứa này hay ta. Mình không làm cũng tấm nữa. Có lý. Mà gà nhiều quá rồi, 3 cục luôn. Nó một có đùi còn 2 cục nữa. Ờ, nó bỏ ớt. Nó giỡn cho cay nha, chứ mà không cay nha bà con, nó giỡn nha. Làm bộ làm tỉnh á. Có canh vậy, có canh.
nhưng mà cái ớt ớt hiểm xanh này vẫn không đà, không cay lắm, không có cay quá hớp, nó hiểm đỏ hơn cay. Mới có 7.5 tháng à. Không lẽ Đoàn Linh đã tới. Ôi, có miếng nấm nó đã quá. Dạ, cá ngon á, bà con bác ăn thử nha bà con. Rồi, bà con bác đừng quên là nhớ điện thoại đặt đặc biệt nha. 18-000-88809. Thịt lên giá mềm 150.000 một người cũng có luôn. Tạm dừng nước hiếu ra tắt nhang cho nó đúng giờ xong rồi lại ăn tiếp. Trời, nó không cho tôi nước uống luôn à. Cho ly nước. Cho ly nước hả? Dạ. Ờ. À, buổi sáng bao giờ cũng tất bật vậy đó bà con, nhất là những buổi sáng mà có sự kiện. Rồi, bà con xem không khí khai trương múa lân. Yeah.